Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Oppo F1 Bluetooth với mã X9009 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần main của điện thoại Oppo F1 Bluetooth không lên gì, main chập chờn lúc được lúc không, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Oppo F1 Bluetooth mà quý hàng đang gặp phải. Thông thường main của điện thoại Oppo F1 Bluetooth rất là khó hỏng, nhưng do một số những cái tác nhân gây ra, ví dụ như là chúng ta rơi vào đập, rơi vào nước, dùng sai điện áp làm chết u chết, làm cho main lỗi cần phải đổi mới. Với giá thay